Rồi. Mà anh đi lên lên sân khấu. Ờ, hát chim tây lê à. Nghe con dương. Kỷ niệm năm xưa nay sang thăm thở qua. Hát đi nghe thôi ạ. Với chung lòng tham khi người ghé thôi. Vì đau đau thương đã đến phút giây đã bao tổng tan tham vọng bởi đắm sắc có còn chỉ đâu sao khi đã chờ mãi mãi sự sanh sẽ lưu duyên ngày xưa ai yêu hơn mong ân tình để rồi ô thẹn đơn bài lão lắm đừng có nhập Dương Thảo Lan ô kìa ổng là ai tôi chỉ là một gã mại cô hồ. Một rã mài à? Vậy mà ông cần gì? Bạc tiền hay cơm gạo? Dạ thưa bà, tôi tuy là gã mài đầu đường xó chợ, nhưng hôm nay tôi tới đây không phải vì quê các thực hàng ngày. Nếu như vậy, ông muốn gì? Tôi muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thọ lòng bỗng nhớ. Câm ngay, mãi mã gà hổn láo. Ngươi là ai? Là ai? Đây, bà hãy nhìn cho rõ kẻ côn nàng này. Hả? Chẳng bao, anh vẫn còn sống. Dương Thảo Lan. Đừng, đừng bảo em gian chỉ tới gần. Vì sao em muốn lách mặt anh? Tại sao vậy à? Tại sao? Bảo ơi, tại vì tấm thân em giờ đây quen nên đành phải quay lưng cúi mặt chốn chạy người à. Dưới những dặn đôi đòn nát tan thân xa, nhưng đâu mà
gặp lại cô nhân lỡ sao đi con chết tôi trở về đây tâm người yêu cô. Nhưng có ngờ đâu lòng mộng ngày xưa đâu còn nữa, người của tôi thương ta để nói anh tình. Trả lại anh trang kỷ niệm năm nào, trả lại xa bướm chơi cành la. Cành lá ngày đây ngày mau, còn đâu một áng mây trôi, còn đâu kỷ niệm năm nào. Xin trả lại ngày xưa, ôi đau buốt tâm hồn. Cành lá ngày ấy xin ấm áp trọn đời. Chẳng bao anh nói ai em cho em đâu bay vì cánh vào sáng mà em thấy một đôi giá cùng cô nam sang quanh bài giảng nát tình cô nghe sữa hồ tan theo ra hai tiếng tỷ chúng em đây dèn giờ một ngọn tay con bao lá lấy một chầm trái ngán cho đời giống về dù em không nói tạo tạo kháng tiếng xấu em ăn những đôi giấy rồi cảm ơn anh Tý Lê nha, bài này dài quá lấy hài hơi mà nói dừng nếu một hơi nó thiếu. Rồi em cảm ơn anh Tý Lê đã tạo thời điểm cho em về giao lưu để quen biết anh chị nha. Lần đầu tiên em mới giao lưu câu lạc bộ của anh, có gì thiếu sót mong anh thông cảm nha. Cảm ơn chủ tịch Út Thắm nè và toàn thể anh chị em trong đường live của em hôm nay đã nhiệt tình cổ vũ cho em nha. Không có cái gì thiếu sót gì mong có nhà thông cảm nha. Nhân B39 nè, cảm ơn đã ghé vào đường live của Phượng nha. Chúc cả nhà một buổi tối ấm áp bên gia đình, đêm về ngủ ngon nha. Phượng xin